Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách phóng thắc xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời thuyết giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng một cái đề tài mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy ở trong Trung Bộ Kinh 1, là bài kinh Sư Tử Hống Đại Kinh. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy cho Đức Xá Lợi Phất biết rằng sự thành tựu của ngài, và một trong những sự thành tựu của Đức Thế Tôn đó là thập lực trí, hay là 10 cái trí thuộc về có sức mạnh. Và 10 cái trí đó được ghi nhận ở trong Trung Bộ Kinh 1. Và thời giảng hôm nay chúng tôi chỉ trích giảng một cái trí của Đức Phật. Ở trí đó được gọi là trí biết rõ xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Nguyên nhân cái đoạn Pali như thế này: Ittha Sariputta Tathagato Tha Nanh Chắc Tha Nato Athananja Athanato. Được dịch rằng: này Xá Lợi Phất, ở đây Như Lai biết rõ Tha Nato, hay Thananja Thanato, Athananja Athanato. Thì được Hòa Thượng Minh Châu dịch là: trí biết rõ xứ là xứ, không phải xứ là không phải xứ. Tuy nhiên thì theo bản dịch của ngài Nyanamoli thì chữ tha ná ở đây nó có hai nghĩa, là một thứ nhất là cái chỗ ở hay chỗ cư ngụ, mọi người gọi là xứ, và một cái nghĩa thứ hai nữa là nguyên nhân hay là lý do. Cho nên qua cái bản dịch của Sư Cô Thích Nữ Trí Hải thì đã có giải thích rằng là do thấy rõ sự tương quan nhân quả nên biết được cái gì có thể xảy đến và cái gì không thể xảy đến. Cho nên chữ thanh ná ở đây nó không phải là ayatana. Ayatana là cũng là xứ, nhưng mà ayatana nói về danh sắc. Cho nên chúng ta cũng không nên nhầm lẫn giữa chữ thana. Thana có nghĩa là cái chỗ ở hay chỗ ngủ, và còn có nghĩa là nguyên nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ thana này qua hai ý nghĩa. Thứ nhất là cái chỗ ngủ hay là chỗ ở. Thưa quý vị, Đức Phật ngài có một cái trí rất là đặc biệt, là ngài biết rõ cái xứ nào có thể phát sinh cái đạo quả, và cái đạo quả đó phải tương ứng với một cái pháp nào. Cho nên nơi nào mà có người có duyên lành mà chứng đắc được đạo quả thì Đức Thế Tôn ngài sẽ ngự đến
bằng một phương tiện đi bộ cũng có, bằng một phương tiện dùng thần lực cũng có. Mà chúng ta thấy rằng hình như con gái của ông cấp cô độc mà khi gả cho một cái gia đình ở xa, mà gia đình này thuộc về ngoại đạo tà kiến, và nàng tín nữ này có cái tâm hướng đến Đức Thế Tôn để cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến tư gia của mình để mà cúng dường tai thực đến cho Đức Phật cùng với chư tăng. Thì nàng đi lên trên lầu 7 ngó hướng về Đức Thế Tôn, ngài phát nguyện rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy ngự tới tư gia của con để con cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. Thì với tâm của Đức Phật, ngài đã nhận được cái luồng tư tưởng của nàng Suvaddha đó. Và khi mà ông cấp cô độc thỉnh cầu Đức Thế Tôn cùng với chư tăng đến ngự đến tư gia mình để cúng dường tại thực, thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này trưởng giả, Như Lai đã nhận lời mời của con gái ông rồi. Thì ông cấp cô độc ngạc nhiên, nó nói là: bạch Đức Thế Tôn, con gái con nó ở xa, nó có chồng ở xa, làm sao có thể là thỉnh được Đức Thế Tôn? Ở Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: giống như cái người mà hành thiện, thực hiện được cái tâm lành tâm tốt, thì dù ở xa cũng hiển lộ ra, cũng giống như là cái núi, nó sẽ ở hiển lộ từ xa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng ngài không thấy cái duyên lành đạo quả của cha chồng của nàng Suvaddha. Quý vị nên nhớ rằng cái nơi nào mà không có được cái nhân duyên đạo quả thì Đức Thế Tôn ngài sẽ không ngự tới. Bởi vì một cái thời pháp thoại của Đức Thế Tôn luôn luôn mang tới cái lợi ích cho thính chúng, tức là trong cái hội chúng đó phải có người chứng đắc được đạo quả thì ngài mới thuyết giảng pháp. Còn nếu như trong cái xứ đó, ở nơi đó không có cái duyên lành đạo quả thì ngài sẽ không ngự tới. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có một quốc độ rất là cường thịnh, và xem như là một trong những bốn quốc độ lớn đương thời, đó là quốc độ Ichini của vua Chanda Bachchota. Khi một vị Bà La Môn, quan đại thần của vua Chanda Bachchota, đi đến định ý kiến Đức Thế Tôn, và sau khi nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn đã chứng quả A La Hán và có cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự về lãnh xứ Ichini để mà giảng pháp, thì Đức Thế Tôn nhận thấy rằng ở nơi đó, ở cái xứ đó chưa có được những cái cận y duyên tốt, chưa có thể thành tựu được cái đạo quả. Cái nguyên nhân là bởi vì vua Chanda Bachchota rất là hung hăng. Chữ Chanda, N ở chấm dưới, chữ D cũng có chấm dưới, có nghĩa là cọc cằn hay là thô lỗ hay là hung dữ. Nhưng Bachchota có nghĩa là rực sáng, do cái phước lành ở quá khứ. Là một cái, trong quá khứ vua Chanda Bachchota này chỉ là một người làm công. Và một lần nọ thì Đức Phật Độc Giác ngài đi vào trong kinh thành đó, ngài đi khất thực nhưng mà không tìm được cái vật thực, ngài ngự ra ở trước cổng thành. Và tình cờ một Bà La Môn từ ruộng trở về, phát sanh cái tâm hoan hỷ đối với Đức Phật Độc Giác đó, và hỏi rằng: bạch ngài, ngài có được vật thực chi chăng? Đức Phật Độc Giác trả lời rằng là sẽ có. Và ông Bà La Môn hiểu biết ngay, nói: bạch ngài, xin ngài đợi một chút. Và ông đi nhanh về nhà mình, hỏi rằng cái phần vật thực của ta có chưa. Người nhà nói là: thưa chủ, đã có.
ông Bà La Môn này mới bảo cái người nô lệ của mình, nói này con hãy đi nhanh ra cổng thành để dân Phật thực này đến cho vị Sa Môn đang đứng chờ đợi ở cổng thành. Cái người này mang Phật thực đi đến đặt bát cho vị Phật Độc Giác. Rồi ông phát nguyện rằng do con đi đường xa vậy nắng chói trên người, xin cho cái quả phước này có hiệu lực, khi con tái sanh sẽ là một cái vị vua có đầy uy lực, và có phải vượt đường xa một cách mệt mỏi, xin cho con có được cái vật mà đi nhanh. Đó là cái nghiệp quá khứ, cho nên vua Chanh Đá Bách Châu Tá sanh lên nó có 5 cái con vật đi rất nhanh. Đó là một con voi Phách Đa đi 50 do tuần trong một ngày, một cái người nô lệ tên Ca Cá đi 60 do tuần trong một ngày, hai con ngựa đi 100 do tuần trong một ngày, và con voi La La Kỳ Rí đi tới 120 do tuần một ngày. Nhưng mà vì ông ta rất là hung hăng cho nên ở xứ đó nó không có cái đạo quả, cho nên vị Bà La Môn mà cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự về xứ Vichini đó chẳng ai khác hơn là ngài Maha Kachayana Đại Ca Chân Viên, một cái vị mà nổi tiếng về cái rộng thuyết. Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cách phóng tắc, nhưng mà với cái trí tuệ của ngài Kachayana thì ngài giảng thuyết rất là rộng. Vậy mà khi mà thỉnh Đức Thế Tôn ngự tới xứ Vichini thì Đức Thế Tôn ngài từ chối. Bởi sao vậy? Bởi vì ở xứ đó không có đạo quả, thì xứ đó chỉ có cái duyên lành là quy Tam Bảo để tạo một cái cận y duyên ở sau này. Và việc làm đó thì ngài Maha Kachayana cùng với 7 quý vị Bà La Môn cũng là thánh A La Hán đã đủ sức làm, cho nên ngài từ khước. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng với một cái người mà có duyên lành đạo quả, dù ở xứ nào, ở nơi nào, Đức Thế Tôn ngài cũng ngự tới. Mà cái xứ nào mà không có duyên lành đạo quả thì ngài sẽ không tới. Ở đây là một điều này nói rằng ở Đức Phật ngài biết cái chỗ là chỗ, không phải chỗ là không phải chỗ. Đối với hàng chư tỳ khưu cũng vậy, thì Đức Thế Tôn ngài biết rằng ở chỗ đó có thể có đạo quả được, và chỗ đó không có thể có đạo quả được. Cho nên là những cái vị tỳ khưu nào mà đang an cư mùa mưa, hoặc là ở chỗ đó vì một cái phiền não nào đó, vì một cái sự khốn khó nào đó mà lui trở về, thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng hãy nên tới chỗ đó, bởi vì ngài biết cái chỗ đó là cái chỗ có duyên lành đạo quả đối với những cái vị tỳ khưu đó. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân mà có bài kinh Từ Bi kinh đó, là do các vị tỳ khưu an cư mùa mưa ở trong một cái khu rừng đó, và vì có giới hạnh cho nên những vị chư thiên khuấy phá khiến cái ngài phải đức hạ mà trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bày lại nguyên nhân mà mình đức hạ. Đức Thế Tôn mà phán dạy rằng tại vì này chư tỳ khưu ngươi không mang theo cái vũ khí, nếu ngươi mang theo được cái vũ khí thì các ngươi sẽ không bị phiền não, không bị bức hại nữa. Và ngài dạy cho bài kinh Karani, tức là bài kinh Từ Bi, và khuyên những vị tỳ khưu đó nên tới chỗ cũ để mà an cư mùa mưa. Và thưa quý vị, lần sau tới đó nhờ tụng bài kinh Từ Bi mà chư tỳ khưu đã được an vui, và cũng trong thời gian đó các ngài đã chứng đắc đạo quả A La Hán. Tức là Đức Phật ngài biết rằng cái chỗ này thích hợp với những cái chúng sanh nào có thể chứng đắc đạo quả được, và những chúng sanh khác thì cũng ở chỗ đó mà không thể là chứng đắc được đạo quả. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng á, một cái vị đệ nhất trì luật của
Đức Thế Tôn là ngài Ú Bà Lý. Ngài Ú Bà Lý nghe Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đó là cái hạnh ở rừng, ở nơi thanh vắng là tốt đẹp, cho nên mới đảnh lễ Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn xin ngài hãy cho con thực hiện cái hạnh ở rừng. Nhưng mà Đức Phật ngài thấy rằng ngài Ú Bà Lý nếu ở rừng thì không thể là chứng đắc được đạo quả. Mà Đức Ú Bà Lý phải cộng trú chung với chư Tăng thì cái sự hành đạo của Đức Ú Bà Lý sẽ được có kết quả tốt. Cho nên ngài mới thuyết giảng rằng này Ú Bà Lý, cái người mà muốn ở rừng á thì ít nhất cũng phải thành tựu được ở cái giai đoạn cận định, ít nhất cũng phải ở giai đoạn cận định, và nếu đắc được sơ định nhị định thì rất là tốt. Mà sau khi nghe nói vậy thì Đức Ú Bà Lý ngài thấy rằng mình chưa có thành tựu được cận định, cho nên ở lại trong cái tự viện cộng trú với chư Tăng. Và nhờ ở lại trong cái tự viện cộng trú với chư Tăng đó, và ngài đã xử lý hai cái sự kiện là giải quyết tấn án cho vị tỳ khưu ni đã có mang trước đó, và giải quyết luôn cả cái việc vu cáo của một cái người con của trưởng giả đối với ngài vị thánh tăng qua cái sự nói hư ngụy với Đức Ananda. Và từ đó thì ngài nổi tiếng là vị đệ nhất về luật. Mà từ khi mà được Đức Thế Tôn ngài tán thán như vậy, tức là chưa phải là để nổi tiếng để nhất về luật đâu, nhưng được tán thán bởi hai cái điều này đó, ngài mới ngẫm nghĩ rằng ta đây là được chư Tăng tôn trọng như vậy thì ta phải làm sao để cho cái sự tôn trọng của chư Tăng nó không làm giảm đi cái đức độ của mình, nó không làm tổn giảm đi cái thiện pháp của mình. Và ngài nỗ lực hành đạo vào cái mùa hải, ngài cũng chứng đắc đạo quả A La Hán. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài biết rõ cái trú xứ này nó phù hợp với chúng sanh nào, và cái trú xứ kia nó phù hợp với chúng sanh nào, thì ngài tạo điều kiện để cho những chúng sanh mà phù hợp với trú xứ đó có thể chứng đắc được cái đạo quả. Chúng ta rất là nhiều trong những cái bài kinh, chúng ta thấy rằng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài chỉ dạy cho dân xứ Cú Rút, bởi vì phù hợp với cái thổ nhưỡng ở đó, phù hợp với cái người dân ở xứ đó, bởi vì khỏe mạnh, có một sự nỗ lực bền bỉ, có một cái trí nhanh nhạy. Cho nên ở đây khi nói chữ Thanh Á có nghĩa là xứ, thì chúng ta hiểu biết rằng ở cái nơi chỗ ngụ, cái chỗ ngụ nào nó có thể làm cái duyên lành đạo quả có thể sinh lợi được, và cái chỗ ngụ nào mà duyên lành đạo quả nó khó có thể phát sinh được, thì ngài chỉ dẫn cho những người hữu duyên. Đây là cái ý thứ nhất nói về biết rõ xứ là xứ, biết rõ không phải xứ là không phải xứ. Nhưng mà chữ Thanh Á còn có ý nghĩa là cái nguyên nhân hay lý do. Như lời giải thích của ngài Nhanh Á Mô Ly là ngài biết rõ cái nhân quả, ngài biết rõ đây là nguyên nhân và đây không phải là nguyên nhân. Ngài biết rõ cái nguyên nhân là nguyên nhân, không phải nguyên nhân là không phải nguyên nhân. Điều này chúng ta hiểu như thế nào? Xin thưa quý vị, cái nguyên nhân ở đây có hai loại nguyên nhân. Một loại nguyên nhân thứ nhất là chúng ta nói về cái nhân thường tình ở ngoài. Mà nhân thứ hai chúng ta muốn nói là cái nhân tương ưng. Cái nhân thường tình là cái nhân phổ biến. Thí dụ như chúng ta thấy rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, cái nhân đó được gọi là cái nhân phổ biến, nó bao trùm cả cái vũ trụ này. Mà cái vũ trụ này sẽ chỉ hình thành cũng từ cái vô minh,
danh sắc này nó có được cũng từ cái nhân vô minh. Và Ngài biết rõ nó không phải là nhân, mà nó do một cái pháp khác. Mà nhân ở đây muốn nói là cái nhân tương ưng, tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Ngài biết rõ như vậy, chứ không phải Ngài không biết. Chúng ta thí dụ như vậy, một cái người làm thiện chưa hẳn đã là phát xuất từ cái tâm vô tham hay vô sân hay vô si, không phải. Một cái người làm việc thiện như bố thí chẳng hạn vậy, họ sẽ xuất phát từ cái niềm tin, đức tin mà có, chứ không phải là do cái vô tham hay vô sân vô si. Mặc dù ở trong lúc mà mình cúng dường, hoặc là ở trong lúc mình trai tăng, hoặc là mình đem cho gì đó, thì nó có cái vô tham trong đó, nghĩa là không dính mắc trong đó, nhưng mà nó xuất phát từ cái nguyên nhân chánh, đó là cái niềm tin, đức tin, hay là nó chạy theo một cái khuynh hướng nào đó. Ví dụ một khuynh hướng về tình cảm, một hoặc là nó chạy theo một cái khuynh hướng gì là bi mẫn, thấy người ta khổ mình đem mình cho. Như vậy cái nhân ở đây Đức Phật Ngài muốn nói là cái nhân tương ưng, tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Mà một cái sự trì giới chẳng hạn vậy, nó chưa hẳn là cái nhân vô tham vô sân hay là vô si, mà nó do nhân tốt nhất phải là hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi. Ở chính cái nguyên nhân mà không phải nhân đó đó, cái nguyên nhân để mà giữ gìn cái giới đó, nó do là cái hổ thẹn đối với cái tội lỗi, hoặc là ghê sợ đối với cái tội lỗi đó, tức là ghê sợ một cái hậu quả nó tới, chứ không phải là do cái vô sân, không phải là do cái tâm mát lạnh, không phải là do cái sự không có nóng nảy, không có nóng bức. Nếu như cái người bố thí với một cái tâm ly tham, mà tức là do cái nhân vô tham đó, thì cái sự bố thí này được xuất phát từ nhân. Và trong tất cả những cái sự bố thí hay cúng dường mà nó xuất phát từ cái nhân vô tham đó, thì nó có quả tối thắng. Nếu mà nó xuất phát từ cái niềm tin không thôi, từ cái đức tin không thôi, thì cái quả nó không có được thù thắng, nó không có được tốt đẹp. Mặc dù nó có thể sinh thiên, nó sanh về cõi trời, như trường hợp cậu công tử Kim Hoàng có niềm tin đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng tâm, đặt niềm tin ra Đức Thế Tôn. Nhưng đây là một cái đối tượng quá lớn, một ân đức quá sâu dày, mà đặt được niềm tin trong đó thì đủ sức để mà sinh thiên. Hoặc trái lại, nếu như không phải là Đức Thế Tôn, không phải là bậc thánh, chỉ người có giới đức không thôi, như là chưa phạm tăng, chưa tăng còn phạm, mặc dù vậy đó có trí, mặc dù vậy đó có giới hạn, nhưng mà cúng dường hoặc là cung kính những vị đó, mà nó xuất phát từ cái tâm, cái niềm tin đó, thì rất khó mà được sanh thiên. Nhưng mà được sanh làm người, người cũng người cao sang, cũng tốt đẹp, phải là thấp kém gì lắm đâu. Nhưng mà do Đức Phật Ngài biết rằng cái nguyên nhân này nó dẫn đến cái xứ này nè, và cái nguyên nhân này nó không dẫn tới cái xứ này, tới cái chỗ này. Cái nguyên nhân mà cái người mà bố thí với một cái tâm ly tham, do nhân vô tham đó, thì người đó tác ý như thế nào? Người đó tác ý mong rằng những sự trói buộc sẽ không có, mới mong rằng những cái sự dính mắc trong dòng luân hồi không có. Chính cái nhân vô tham này nó là một cái điều kiện để dẫn đến chứng đắc cơ đạo quả. Còn cái niềm tin hay là
những cái pháp khác chỉ là duyên, chỉ là điều kiện để mà hỗ trợ cho cái nhân chứng đắc đạo quả. Bởi vì do tham ấy được ví như là cái nước mà trôi lăn trên lá sen vậy, nó không động lại. Mà người mà có thực hiện cái pháp, bất kỳ một pháp thiện nào mà nó xuất phát từ cái nhân vô tham, vô sân, vô si, thì cái điều đó rất là được tán thán và có cái quả phước rất là lớn. Ở chính trong kệ pháp cú, Đức Phật ngài cũng dạy rằng có dạy là độc hại của đồng ruộng. Người có tham ái là độc hại, người có tham ái làm hại mình, hại đời. Cũng như đến người không có tham ái, quả phước vô lượng. Và tương tự vậy với cái người vô sân, với người vô si. Rõ ràng chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài muốn ám, nó muốn chỉ tới một cái nhân mà nó đưa tới một cái quả báo rất lớn. Một quả báo rất lớn thì đó chính là cái đạo quả niết bàn. Từ nhân vô tham, từ nhân vô sân, từ nhân vô si, nó dẫn tới cái đạo quả niết bàn. Ngài biết rõ được cái nguyên nhân đó, cho nên các ngài có dạy rằng á, cái người bố thí có thể chứng được đạo quả niết bàn, cái người trì giới cũng có thể chứng đạt được đạo quả niết bàn, cái người thiền định cũng có thể chứng đạt được đạo quả niết bàn. Bởi vì bố thí lấy nhân vô tham làm chủ yếu, cái người trì giới lấy nhân vô sân làm chủ yếu, cái người tu tập thiền tịnh thì lấy nhân vô si là chủ yếu, còn những cái phần khác còn lại không phải là nhân. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn có những kết quả rất là tốt. Thí dụ như tàm quý, đó là cái người mà hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, đó là cái nhân đưa vào chỗ nào? Xin thưa, đó là nhân đưa tới thiên giới, đưa tới những cảnh trời, nó vượt qua cả cảnh người luôn. Cái quả thấp nhất nữa sẽ là cảnh người, cái chỗ ở thấp nhất sẽ là cảnh người, nhưng mà chỗ cao nhất là thiên giới. Cho nên khi biết rõ như vậy, biết rõ cái nhân này nó dẫn tới một kết quả này, và nguyên nhân này nó không dẫn tới một kết quả này, tức là Đức Phật ngài biết rõ đây, nhân là nhân, không phải nhân là không phải nhân. Một cái sự mà chứng đắc được đạo quả, nó không phải là do chúng ta làm phước nhiều, không phải, mà cái nhân mà chứng đắc đạo quả là chúng ta hành những cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy. Mà hành cái pháp đó như thế nào? Đó là những cái pháp mà nó có thể dẫn tới được đạo quả. Ví dụ chúng ta thấy rằng trong cái thập thiện chẳng hạn vậy, bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, những cái nhân này, những cái điều thiện này, nó không thể dẫn tới niết bàn, nó không thể dẫn tới đạo quả, mà nó chỉ hỗ trợ cho cái sự chứng đắc đạo quả, chứ không phải là cái nguyên nhân mà dẫn tới đạo quả. Vậy thì cái nguyên nhân dẫn tới đạo quả đó là cái gì? Đó chính là bát chánh đạo chẳng hạn. Chỉ có thực hành được con đường bát chánh đạo này mới có thể dẫn tới đạo quả mà thôi. Còn nếu như không thực hiện bát chánh đạo mà chỉ cứ mãi mê làm phước, thì nó sẽ tạo ra được một cái chỗ ở tốt đẹp, tức là có một cái sinh thú tốt, như là người ở chư thiên, hoặc là tu tập thiền tịnh, nhất là thiền chỉ, nó cũng sẽ cho một cái chỗ ở tốt, đó là những cái cảnh của phạm thiền. Và Đức Phật ngài cũng biết rõ cái người này mặc dù thực hành bát chánh đạo như vậy, nhưng mà còn yếu kém cái gì,
thì tức là còn yếu kém năm quyền chẳng hạn, hoặc còn năm lực chẳng hạn, thì bây giờ Đức Phật ngài sẽ ngự đến đó, ngự đến cái người mà hữu duyên như vậy, để rồi ngài giảng thuyết như là chỉ điểm cho cái người này thực hành như thế đó để làm tăng trưởng lên cái năm quyền của mình hoặc là năm lực của mình. Năm quyền mà dẫn tới đạo quả, năm lực mà dẫn tới đạo quả, nó chính là tính tấn niệm định tuệ. Một người mà tràn đầy niềm tin nhưng mà không có thực hành thì Đức Phật ngài sẽ chỉ điểm để làm sao người đó nỗ lực tinh tấn. Mà có những cái lúc mà ngài chỉ điểm rất là đặc biệt, ngài thấy rõ cái gì nó sẽ xảy đến, và đúng lúc ngài sẽ khai mở cái tuệ nhãn cho cái người đó chứ phải không. Mà điển hình là chúng ta thấy rằng như ngài Quắc Ca Lý chẳng hạn, đặt niềm tin Đức Thế Tôn rất là nhiều, mến mộ Đức Thế Tôn đến mức độ mà không nhìn được Đức Thế Tôn thì ông cảm thấy đau khổ vô cùng. Gần gũi Đức Thế Tôn chỉ có mong mỗi ngày nhìn thấy kim thân của Đức Thế Tôn, Phật tướng của Đức Thế Tôn mà thôi, không có nỗ lực. Niềm tin mạnh như vậy đó nhưng mà không có một sự tinh tấn trong đó. Mà một khi không có tinh tấn như vậy thì không có nỗ lực, đã không có nỗ lực thì sẽ không hề có được cái đạo quả. Cho nên Đức Phật ngài đuổi đi. Nhà ngài Quắc Ca Lý buồn tuổi nói Đức Thế Tôn đã từ hước ta rồi, mà tới đời này nếu mà không gặp được Đức Thế Tôn hằng ngày thì ta không có thể nào mà sống nổi, thôi thì mình lên đỉnh núi mình tự tử cho rồi. Mà khi ông bước lên đỉnh núi, Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở dưới chân núi và ngài vẫy tay này, Quắc Ca Lý hãy đến đây. Tâm tư đang sầu muộn, tâm sư tư đang bị cái khổ nó đè nén, nó áp chế, mà nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, nghe cái lời kêu gọi Đức Thế Tôn, hình như gánh nặng nó đã thoát ra khỏi tâm. Và Quắc Ca Lý hoan hỷ, và khi trong lúc bồng bột không kịp suy nghĩ, ngài từ đỉnh núi nhảy xuống để tới Đức Thế Tôn cho gần cho mau. Mà giữa hư không thì Đức Thế Tôn ngài dặn câu kệ: đầy phỉ lạc niềm đặt niềm tin nơi đấng đạo sư, vị ấy sẽ thoát khỏi mọi trói buộc. Và ở giữa hư không ngài Quắc Ca Lý quán xét cái lời đó. Bởi vì vậy thấy rằng cái tâm lý mừng quá nhảy xuống, mà trong khi nhảy rồi biết mình đang rơi giữa hư không vậy, thì cái niềm hoan hỷ đó bị trùng xuống. Bây giờ đứng trước cái kề cận vậy đó, người này sẽ phải làm thế nào để mà thoát ra được cái sự chết nó đang đau đuổi ở phía bên sau của mình. Mà nghe Đức Thế Tôn ngài hóa dạy vậy thì giống như bắt được một cái phao, bắt được một cái nơi nương tựa, và lập tức đưa trí quán xét. Bây giờ cái nhân trí nó sinh khởi lên và quán xét như vậy, duyên lành nó đã gần kề. Cho nên ngài Quắc Ca Lý chứng đắc đạo quả A La Hán và nhẹ nhàng đáp dưới chân Đức Phật. Dĩ nhiên chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn giàu dùng thần lực để đưa ngài Quắc Ca Lý, bởi vì lúc đó ngài Quắc Ca Lý chưa thể chứng đắc được có pháp thần thông, nhưng mà ông nhẹ nhàng, ngài nhẹ nhàng đáp xuống đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, thì đây là do thần lực của Đức Thế Tôn. Một trường hợp khác chúng ta thấy rằng cậu công tử Ukkasana chẳng hạn, nhào lộn trên không trung đang sầu muộn bởi vì thính chúng, cái hội chúng đang trong ngài Ukkasana biểu diễn ở nhào lộn ở giữa hư không, nhưng mà thấy Đức Thế Tôn cùng chư tăng ngự tới thì quay sang đảnh lễ Đức Thế Tôn, chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng, khiến ở trên cây tre cao
Ngài Ukkasana cảm thấy buồn buồn phiền. Mà Ngài Ukkasana có cái duyên lành ở quá khứ, đã từng cúng dường đến Đức Phật Độc Giác và nguyện rằng xin cho con đắc được cái an lạc pháp mà Ngài đã chứng đắc. Và Đức Thế Tôn Ngài mới bảo rằng: này Ukkasana, hãy biểu diễn cho Như Lai xem. Thì Ngài cảm thấy rất mừng, nghĩ rằng Đức Thế Tôn muốn xem ta biểu diễn, đem hết tài năng của mình nhào lộn ở giữa không trung. Và nhân đó thì thấy duyên lành gần tới rồi, Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng: hãy để quá khứ trôi đi, hãy để hiện tại trôi đi, hãy để tương lai trôi đi. Và đang nhào lộn nghe cái tiếng nói của Đức Thế Tôn như vậy, tâm tư Ngài Úc Gá quán xét hay, và chứng quả A-la-hán ở giữa không trung. Đức Phật Ngài biết cái nguyên nhân và Ngài chỉ điểm như vậy. Rất nhiều trường hợp mà chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn Ngài biết được cái duyên lành của người này phù hợp, thích hợp với cái đề mục nào và không thích hợp với đề mục nào. Tức là Ngài biết rõ nguyên nhân và biết rõ không phải nguyên nhân. Một cái người mà không thích hợp với đề mục, dù hành cái đề mục đó như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có nhanh chậm. Mà hãy thích hợp với cái cơ tánh mình, thích hợp với nguyên nhân của mình, những cái duyên lành tạo trữ thì sẽ mau chóng chứng đắc đạo quả. Trong tất cả các nguyên nhân mà dẫn chứng đến đạo quả thì không ngoài nhân vô tham, vô sân, vô si. Những cái nhân còn lại nó không phải là nhân dẫn tới đạo quả, mà nó chỉ là cái hỗ trợ. Đức Phật Ngài biết rõ như vậy, biết rõ như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta làm cái việc lành nào đó thì chúng ta phải chọn một cái nhân ở trong đó. Quý vị thực tập thiền tịnh, ngoài cái đề mục ra thì quý vị phải sử dụng trí thật nhiều. Để chi vậy? Để nhận thức được đâu là nhân và đâu là quả, đâu là cái duyên cho cái pháp thiền của mình. Ngay cái chỗ ở của mình nó cũng là một cái duyên để cho cái pháp thiền của mình nó tiến triển. Mà cũng cái chỗ ở của mình nó cũng là một cái nghịch duyên cho mình. Có những vị thiền sinh hơi ngạc nhiên là tại sao mình ngồi chỗ đó đó, trong một cái thời thiền nào đó, mà tự nhiên mình thấy mình quay ở hướng khác, là sợ bị ảo giác. Thật sự thì cái thân vẫn ngồi ở cái hướng đó, như một cái người thiền sinh ngồi quay mặt hướng bắc chẳng hạn vậy. Nhưng mà trong một cái thời nào đó nó tự nhiên thấy là sao mình quay ở hướng nam, hoặc là mình quay ở hướng tây, hoặc là mình quay ở hướng đông chẳng hạn. Thì ra cũng hơi thắc mắc. Nhưng mà điều đó là có điều mừng, điều đó là điều vui. Tại sao vậy? Bởi vì nếu ta ngồi một chỗ như vậy đó, nhưng mà bây giờ trong cái thời thiền, mặc dù thân vẫn ngồi tại vị, nhưng mà thấy mình quay ở hướng này thì hiểu biết rằng cái hướng đó là hợp với mình đấy. Và thời thiền sau, những người thiền sinh đó sẽ quay ở chỗ hướng đó thì nó sẽ có kết quả đặc biệt. Tức là cái pháp thiền mình nó tiến triển và người đó đã chọn đúng hướng. Cái gì làm cho nó cái người hành giả đó thấy được như vậy? Xin thưa, cái pháp nó dẫn lộ chúng ta. Chúng ta không tự ý, chúng ta không hề nghĩ, nhưng mà khi pháp nó sinh lên vậy, nó tự xoay chuyển lấy nó. Đây là một trong những cái định luật về pháp. Một cái người hành một cái pháp nào đó thì cái hướng đó ở nơi đó nó sẽ phù hợp hay không phù hợp, người đó sẽ nhận thức liền. Và chính điều này Đức Phật Ngài dạy ở chỗ nào? Ở trong bài kinh Khu Rừng chẳng hạn. Này chứ thì có ở khu rừng nào
mà vật thực đầy đủ, pháp không tấn hóa. Nên đây, ở khu rừng nào mà vật thực thiếu thốn, pháp không tấn hóa, nên đi ngay. Tức là khởi ý trong ban đêm thì đi trong ban đêm, khởi ý trong ban ngày thì đi trong ban ngày, khởi ý vào buổi chiều thì đi ngay trong buổi chiều, khởi ý vào buổi sáng đi ngay trong buổi sáng. Cái khu rừng nào mà vật thực đầy đủ, pháp tấn hóa thì ở trọn đời, ở trọn đời. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái có chỗ ở, chỗ trú chúng ta nó cũng là một cái duyên mà nó có thể dẫn tới đạo quả chứ không phải không dẫn tới đạo quả. Có những cái trường hợp mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe tham cứu kinh điển thì cái trú xứ nó cũng quan trọng thưa quý vị. Và rất nhiều lần Đức Phật ngài dạy những cái trú xứ, tức là ngài nói, ngài dạy rằng là đồng ruộng, rừng rậm, cỏ cây, ngôi nhà trống. Nhưng mà ngôi nhà trống như thế nào, cái rừng đó như thế nào, cái cỏ cây đó như thế nào, vâng vâng. Và ngài biết rõ ở nơi đó có duyên lành cho chúng sanh nào và không, sẽ không có duyên lành cho chúng sanh nào. Và ngài biết rõ cái nguyên nhân, và ngài biết rõ cái không phải là cái nguyên nhân. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại một cái chỗ khác nữa để thấy cái nhân tương ưng. Ở đây khi một người thực tập thiền tịnh, dù rằng người này đang thực hiện ở con đường bát chánh là chánh kiến, chánh tư duy chẳng hạn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì chúng ta phải lưu ý rằng khi Đức Phật ngài dạy rằng bao giờ các pháp đồng đẳng thì cái người đó mới tiến vượt bậc lên. Đây là cái nguyên nhân, được là nguyên nhân mà cao tột, gọi là Uttama Nha Năng. Xin lỗi, Uttama Hê Tú, tức là nguyên nhân cao nhất, cao tột. Một người hành theo tứ niệm xứ, điều đó đã là tốt đẹp rồi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng bát chánh đạo là một cái con đường kết thúc, thì trong khi một cái người mà thực tập bát chánh đạo phải xem xét lại năm, tất cả những cái tám chi phần từ chánh kiến cho nó chánh định có quân bình hay không. Nhưng mà có người mà ngồi thiền tịnh như vậy, quán xét về vô thường, khổ, vô ngã, mới sử dụng cái trí, mới sử dụng cái trí, có thấy được cái tướng vô thường, có thấy được cái tướng khổ, có thấy được cái tướng vô ngã, mới sử dụng được cái trí. Nhưng mà chánh tư duy ở đâu? Còn tức là có nghĩ tới thoát ra được hay không? Bởi vì nếu không có thoát ra được thì cái chi chánh tư duy nó không có. Thoát ra được cái vô thường hay không? Thoát ra được cái khổ hay không? Thoát ra được cái vô ngã hay không? Không còn bị trói buộc bởi định luật vô thường, không còn bị trói buộc bởi định luật khổ, không còn bị trói buộc bởi một cái định luật vô ngã. Người này phải tác ý để mà thoát ra, đó mới chính là cái chánh tư duy. Và thấy được như thật hay không? Nói một cách ngắn gọn là trong cái thời thiền thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngài dạy con đường bát chánh đạo có 8 chi. Mà khi nào hội đủ từ 8 chi đó thì mới có thể chứng đắc được cái đạo quả Niết Bàn. Nếu thiếu một chi phần thì không thể chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Niệm có, định có, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chưa có. Cái sự trong sạch hoàn toàn, cái tâm lý trong sạch hoàn toàn, là không hề bị dính mắc trong đó, nó chưa có. Mặc dù mình thực hiện như vậy, thực hành theo bát chánh đạo như vậy, nhưng mà cái sự trong sạch tuyệt đối hay là cái sự không dính mắc nó chưa có, thì làm sao cho đừng có bị dính mắc vô, đừng có bám theo, đừng có bám theo. Mà Đức Phật ngài dạy rằng á, ở trong Tương Ưng Kinh, ai
trước người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước người ấy không bị ma trói buộc. Ngay trong cái thiền tịnh của mình mà nếu mình còn chấp giữ, mình bám lấy thì còn bị ma phiền não nó trói buộc. Nếu trong cái thời thiền tịnh mà mình không có bám lấy, không có nắm giữ, cứ xem nó đến rồi đi, đi rồi đến, nó vận hành theo một cái quy luật của pháp, nó vận hành theo một cái quy luật của cái sự tinh tấn nỗ lực của tâm ý của mình. Thì chúng ta có tới 5 cái định luật: định luật về pháp, định luật về tâm, định luật về chủng tử, định luật về thời tiết. Cho nên khi cái tâm của chúng ta nó bám theo nó thì mình bị chấp trước, mà một khi bị nắm giữ lấy, có sự nắm giữ thì bị ma phiền não thôi buộc. Hãy để cái pháp vận hành, hãy để cái tâm nó nhận thức cảnh mà không bám lấy cái cảnh. Cho dù cái cảnh nó đẹp cách mấy cũng không bám lấy, dù cái cảnh nó xấu cách mấy cũng không bám lấy. Quý vị sao nói rằng cái cảnh đẹp thì có thể có bám lấy, nhưng mà cảnh xấu làm sao bám lấy được? Ông xin thưa quý vị, vẫn bám lấy cảnh xấu trong phải không? Bằng chứng là đối kẻ nghịch khi gặp tới là bực mình khởi lên, mà cái bực mình khởi lên như vậy mà chứng tỏ ở phía trước đó mình đã có bám lấy cái cảnh. Cho nên gặp lại cái tưởng nó quay trở lại liền, mà một khi cái tưởng quay trở lại thì mình cũng cảm thấy khó chịu. Trước đây đã khó chịu rồi, bây giờ gặp lại những cái hình ảnh đó, những cái kẻ như thế đó, mình lại cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy không hài lòng. Thì rõ ràng đối cảnh xấu mình vẫn bám lấy nó, mà có bám lấy nó như vậy thì bị ma trói buộc, tức là bị phiền não trói buộc. Thì này rõ rõ rất rõ như ban ngày. Cho nên nếu như trong cái thiền tập của chúng ta thì chúng ta hãy làm sao cho 8 cái chi phần đó hội tụ đầy đủ. Còn thiếu đi một chi phần thì nó sẽ không đủ cái nguyên nhân để mà chứng đắc được đạo quả. Không đủ là nguyên nhân để mà chứng đắc được cái niết bàn. Đức Phật Ngài biết rõ như vậy. Ngày nay là chúng ta sinh không đúng thời Đức Phật, cho nên đôi khi chúng ta phải tự mò, chúng ta tự nghiên cứu, tự thẩm sát lấy chính bản thân mình nè, để mà mình tìm ra một cái phương án, để mình tìm ra một cách giải quyết những trở ngại của cái tâm tư chúng ta ở trong thiền tập. Ngay trong đời sống mình nhật cũng vậy, chúng ta làm cái việc gì đó dù là một việc thiện, chúng ta cũng sẽ không bám lấy. Biết làm việc thiện nhưng không hề bám lấy nó, đó là chúng ta sử dụng được cái nhân vô tham. Khi mình trì giới, mình trì giới với một cái tâm tư, một cái tâm tư tốt đẹp, là từ cái hổ thẹn tội lỗi hay gây sợ tội lỗi, và nhất là cái nhân vô sân. Chứ mà thưa quý vị rằng nếu mà trì giới bằng theo lý lệ đó, cách lý lệ đó, tức là tôi cũng là người Phật tử, vào cái ngày mà lễ Bát Quan Trai Giới, nghe người ta thọ trì Bát Quan Trai Giới, tôi cũng thọ trì Bát Quan Trai Giới, thì cái nhân này nó chỉ cho tới được sanh làm người hoặc là những cái cõi trời. Nhưng mà coi chừng nữa, coi chừng nó cũng có thể sẽ cho xuống cảnh giới gọi là Atula cũng có, tức là loại Atula thiên, tức là trì giới với một cái tâm mà miễn cưỡng đó, hoặc là thực tập thiền tịnh mà với một tâm miễn cưỡng đó. Đại khái như trong những cái đêm đầu đà chẳng hạn như vậy, tâm tư không muốn ngồi thiền, không muốn ngồi thiền, mà thấy tới giờ ngồi thiền, thấy ai cũng ngồi thiền, không lẽ mà mình không ngồi thiền con cũng kỳ, mà Phật tử mình đi tới chùa mà không ngồi thiền, không ngồi thiền người ta nói mình không chịu ngồi thiền chẳng hạn vậy. Cho nên là cũng ngồi thiền, mà ngồi á mong cho cái thời gian đi qua nhanh,
Tức là ngồi thiền với một tâm miễn cưỡng như vậy. À, và trong biết lúc mà ngồi thiền nha, có nhiều khi ngồi thiền là tốt á, à, nhưng mà nhiều khi nó sanh khởi những cái bực bội sao? Thì ở chỗ này nè, nó cũng là cái một cái nhân mà nó dẫn tới một cái trú xứ gì, à, nó dẫn tới một trú xứ Atula thiền. Nói tới Atula thiền thì quý vị sẽ nghĩ rằng ở cảnh giới khổ, xin thưa không khổ đâu. Atula có hai hạng, một hạng thứ nhất á, là Atula gọi là ngạ quỷ, cái hạng thứ hai được gọi là Atula thiên. Chính Atula thiên này là như là một vị trời có cái quy lực, có cái khả năng hàng năm thì kéo binh lên để mà đánh vua trời để thích, để giành lại cung trời đạo lợi, cứ quy lực lắm nhá. À, nhưng mà khi mà làm cái cảnh giới Atula thiên này nó đặc biệt lắm, là thường thường cái tâm nóng nảy lắm, tâm nó khó chịu. Mà nam Atula đó thì rất là xấu, mà nữ Atula rất là đẹp, rất là đẹp. Cho nên với những cái vị nam nhân chúng ta đó, gặp những cô gái xinh đẹp thì cũng nên dè chừng, không biết là thiên nữ tái sinh hay là Atula nữ tái sinh. Xin thưa quý vị rằng nữ Atula đẹp lắm á. À, chính vua trời thích còn ấy xuống cưới cô gái là con của Atula Dương Vebachiti, tức là nàng Suchata, về làm thiên hậu. Đẹp lắm, không phải xấu đâu. À, nhưng mà nam Atula rất là xấu. À, mà cái nguyên nhân là sao? Khi làm việc phước thì không thể nào mà xấu được. Nhưng mà trong cái việc phước này nó có một tính bất tùy trong đó, nó có một cái tính không vui trong đó, à, nó không hài lòng trong đó. Ví dụ ngồi mà không muốn ngồi thiền nhưng mà miễn cưỡng ngồi thiền, tâm nó đã không vui, mà trong ngồi thiền á nó cũng hơi khó chịu. Thậm chí chúng tôi trong những cái buổi lễ, chúng tôi quan sát cái hội chúng, hôm nào mà chúng tôi bắt kinh hơi dài chút xíu, chúng tôi nhìn ở phía dưới thấy nhốn nháo, cái co duỗi chân hay là ngồi không được yên và tình, chúng tôi hiểu ở đây rằng cái tâm của những cái người Phật tử ở dưới là không hài lòng, nghe kinh mà không hài lòng, nghe cái lời pháp của Đức Thế Tôn mà không hài lòng, mà không biết rằng á nó là như vậy đó. Thì nó vừa có phước mà vừa có cái bất thiện nằm trong đó. Và nếu cái quả này trổ thì người này vì có phước cho nên sẽ có một đời sống như những vị trời, như những vị chư thiên. Nhưng mà nó bị ảnh hưởng của cái si mê bởi vì khó chịu. Cho nên cái trú xứ đó nó nằm ở dưới chân núi Tu Di Sơ, ở dưới đáy biển. Và nếu là người nam mà làm dược phước mà với tâm khó chịu như vậy thì dễ tái sinh làm Atula nam. Cứ phước vậy đó, nhưng mà xấu xí, gương mặt xấu xí. Còn nữ cũng vậy. Tại vì nó phản ánh lại được một cái gì đó, nó cho một cái quả như thế đó. Rồi cái nguyên nhân mà được sanh tái sanh làm cái người lạc phu nhân đó, bởi vì mình làm việc thiện, việc phước đã thiếu cái trí, mà lại không có đủ tam tư, tức là không có sự cố ý trước khi cho, không có sự cố ý trong khi cho, không có sự cố ý sau khi cho. Mà thông thường người Phật tử chúng ta đó mắc phải cái chi phần thứ ba, cố ý trước khi cho có, cố ý trong khi cho có, trong khi làm có, nhưng mà sau khi làm thì không có. Mà nếu là một cái tâm thiện ly trí, không hiểu được nhân quả, không hiểu được cái sự tương quan giữa cái vật thí với đối tượng thí, hoặc là cái giới tâm thí, không hiểu rõ sự tương quan giữa sự trì giới với cái tâm trì giới và cái pháp trì giới,
không hiểu rõ được cái sự tương quan giữa cái pháp cung kính và cái đối tượng cung kính và cách thức cung kính, không hiểu rõ được cái sự nghe pháp, cái cách tương quan của cái sự nghe pháp, đó là nghe với tâm chú ý hay không chú ý, với cái tâm suy xét hay không suy xét. Thì những cái quả thiện này nè, nếu như thiếu một cái tâm trong cái ba sự cố ý đó thì tái sanh làm người lạc vô nhân, tái sanh làm người nhị nhân hay là người lạc vô nhân. Mà khi mà bà phải bị tái sanh như vậy thì rất khó chứng đạt được cái thiền định hay đạo quả. Đức Phật Ngài biết rõ như vậy. Và với người mà duyên lành đầy đủ thì Đức Phật Ngài biết rõ duyên lành đầy đủ, và biết rõ cái nguyên nhân nào sẽ giúp cho người này có thể chứng đắc được đạo quả. Chúng ta trở lại một cái câu chuyện ở trong cái Thiên Cung Sự, là có một vị tỳ khưu bị chứng bệnh mà trị uống thuốc hoài không hết. Bây giờ Đức Thế Tôn Ngài thấy duyên lành của vị tỳ khưu này đến, cho nên Ngài mới bảo là này tỳ khưu, hãy ra cái bờ ruộng đó đi thực đi. Thì vị tỳ khưu này ngẫm nghĩ rằng nếu mà Đức Thế Tôn Ngài bảo chắc Ngài thấy cái gì rồi, Ngài không nói rõ ra, ta sẽ đi tới cái bờ ruộng đó nhưng mà khất thực. Mà xin thưa quý vị rằng vào cái buổi sáng đó đó, cái người làm ruộng á, họ tìm ra được một cái số của đồng, người đó muốn nướng lên để chuẩn bị dùng cái bữa trưa của mình. Thì tình cờ thấy vị tỳ khưu đi bát tới, thì cái người nông dân này mới ngẫm nghĩ rằng ta từ trước giờ không có tạo được phước thiện nào hết, chưa làm được cái việc gì phước hết. Mà hôm nay may quá, gặp được Ngài. Lúc mà ta gặp được những vị sa môn á, thì ta không có vật thực cúng dường. Mà khi ta có vật thực cúng dường thì không gặp những vị sa môn. Hôm nay cái hạnh phúc đã đến, ta vừa có vật thực để cúng dường, lại gặp vị sa môn nữa, thôi ta hãy cúng dường cái món ăn buổi trưa của mình đến vị sa môn này. Cho nên ông mang cơm và những con cua đồng đã nướng lên, họ đem đặt vào bát của vị tỳ khưu. Rồi sau khi mà chúc khứ xong á, thì cũng vừa sắp sửa tới giờ độ ngọ, cho nên Ngài đi tìm một gốc cây ở bên bờ ruộng, Ngài ngồi xuống rồi độ. Thì thưa quý vị rằng là chứng bệnh của Ngài đó phải dùng cái gạch con cua đồng mới có thể trị hết được. Và Ngài dùng cái món vật thực có những con cua đồng đó, sau khi dùng xong thì Ngài cảm thấy thân thể mình khỏe khoắn, chứng bệnh dường như nó tiêu trừ. Lâu về cái chứng bệnh của mình nay đã được hết bệnh, cái tâm tư sầu nặng không có, những cái tâm tư mà lo âu nó không có nữa, tâm Ngài hân hoan. Nhân cơ đó Ngài phát triển cái thiền quán, những cái pháp mà mình đã thực tập trong bấy lâu nay, nhưng mà nó không tiến triển bởi do cái chứng bệnh. Và thưa quý vị rằng nhờ như thế Ngài chứng quả được A La Hán. Một phần này nằm trong bộ Thiên Cung Sự. Cho nên Đức Phật Ngài biết cái xứ đó là như vậy đó, và biết cái nguyên nhân nó là như vậy. Sau khi mà diệt trừ đi được cái chứng bệnh thì vị tỳ khưu này sẽ chứng đắc được đạo quả, bởi do tâm nó hân hoan, tâm nó sung mãn, và nó sẽ chạy theo cái đường trí mà trước đây vị đó đã tu tập, đã làm cho nó gần tràn đầy, họ chỉ bấy nhiêu đó thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong thế gian này, nếu chúng ta làm một việc phước nào đó, từ thuyết pháp, từ củng cố chánh cái tri kiến đúng đắn của mình, từ cái hồi hướng phước, từ cái hoan hỷ phước, thì chúng ta cũng phải nhận thức được
chúng ta tìm cho được ở trong đó có một cái nhân vô tham vô sân hay là có trí tuệ trong đó. Và chính những cái nhân này nè, nó đưa tới kết quả được sanh làm người, được sanh làm chư thiên, và nó có thể dẫn dắt để đi tới được cái đạo quả Niết Bàn. Đức Phật này biết rõ như vậy. Người nào còn thiếu, Ngài chỉ điểm. Và chúng ta không có được cái may duyên đó, nhưng mà may mắn thay, trong kho tàng pháp bảo còn rất là nhiều. Nó tùy phù hợp với cái cơ tánh của chúng ta, và chúng ta sẽ cố gắng để mà thực hiện như vậy. Khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai biết rõ nguyên nhân là nguyên nhân, biết rõ không phải là nguyên nhân, không là không phải nguyên nhân, biết rõ cái sứ là sứ, không phải sứ là không phải sứ, tức là những cái gì mà Ngài đã thành tựu được là Ngài đã đi qua. Và Ngài dạy cho chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không thể nào có được một cái sự thành tựu như Ngài, tức là cái một trong cái thập lực trí này. Nhưng mà từ đó chúng ta cũng có thể kiểm tra lại trong bản thân chúng ta, và đặc biệt rằng trong mỗi cái việc thiện chúng ta phải đính kèm được cái những cái nguyên nhân mà nó có thể dẫn tới được đạo quả, và những cái nguyên nhân nào không dẫn tới đạo quả chúng ta biết rõ nó, biết rõ nó chứ không ai không biết. Thí dụ như bây giờ một cái người nói một cách ngay thẳng như vậy, nhưng mà có sao nói vậy mà không có suy xét, thì người này chỉ có được một cái tâm sở tốt, đó là chánh ngữ, nhưng mà thiếu cái tâm sở trí trong đó. Không phải những cái gì nó ngay nó thật nó cũng mang tới cái lợi ích nhiều. Có những cái điều mà khi mình nói thật ra nó gây tai hại chứ không phải không. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình phải nói dối, không nói dối. Nhưng mà biện pháp hay nhất là im lặng, im lặng. Nhưng mà sự im lặng nó cũng có những cái hàm ý trong đó nữa. Những cái điều nào mà nó phi sự thật mà chúng ta im lặng, coi chừng cũng là mặc nhiên chấp nhận. Cho nên trong cái việc thiện chúng ta làm quả thật, nghe thì rất đơn giản, nghe rất là dễ, nhưng mà khó vô cùng. Khó chỗ nào? Khó là chúng ta đi tìm cho được cái nguyên nhân mà nó dẫn tới thoát ly khổ. Cái khó cái là chúng ta hiểu biết được là nó không phải là nhân tương ưng, mà nó xuất phát từ một cái nguyên nhân nào không phải là nhân tương ưng. Ví dụ như nhân tình cảm, ví dụ như là do nhân ái luyến, ví dụ như là do nhân sân hận. Có nhiều người ghét mà cho, nó xuất phát từ cái nhân sân hận mà đem cho. Có nhiều người xuất phát từ cái nhân sân hận ghét mà đảnh lễ, chẳng hạn vậy. Nhưng vì đừng nghĩ là đảnh lễ là phát xuất từ cái tâm cung kính. Có nhiều khi tâm ghét đảnh lễ cho bỏ ghét chẳng hạn vậy. Hoặc là từ cái tâm lo sợ mà đảnh lễ cũng có. Mà chúng ta thấy được cái đó. Có nhiều vị mà đảnh lễ vì tùy theo cao hạ. Rồi bởi vì sao? Bởi giờ không đảnh lễ, không bắt bẻ bắt luật mình nữa, thôi mình đảnh lễ mình xá một cái cho nó yên chuyện. Thì những cái trường hợp như vậy nó sẽ có kết quả đen trắng trong đó. Nó có thể dẫn xuống ở những trú xứ mà chúng tôi vừa giới thiệu quý vị, là như là trú xứ Atula chẳng hạn. Cho nên khi mà chúng ta làm, nếu mà tâm chúng ta khó chịu, tâm chúng ta không hài lòng, thà không làm. Mà làm thì với tâm hoan hỷ, tâm thích thú, tâm hân hoan. Trong cái đêm đầu đà, nếu muốn thọ trì hạnh đầu đà thì cứ thọ trì với tâm hân hoan. Lúc mà mệt mỏi quá muốn đi ngủ, xả nguyện đầu đà đó đi ngủ, thà như vậy mà nó không còn phiền não, còn hơn là cố gắng thức mà trông cho trời mau sáng. Thì điều đó mình làm cho mình mang những tạo ra những cái chướng ngại cho mình. Quý vị hành thiền, khi thân mới mỏi quá chịu đựng không nổi thì cứ xả ra, ung dung mà xả. Với tâm thoải mái mình sẵn.
chứ không có kiềm chế mức độ cố gắng ngồi kiềm chế. Để nghe các ngài nói là hãy quán sát cái khổ, đồng ý là phải quán sát cái khổ, để cho thân nó khổ để quán sát. Nhưng nó khổ đến mức không chịu đựng nổi thì cứ xả ra, còn hơn là để tâm nó khó chịu khó chịu khó chịu. Những cái quả đen trắng như vậy nó rất nguy hiểm cho chúng ta. Và chúng ta hãy tìm lấy một quả trắng. Như Đức Phật ngài dạy, nghiệp trắng cho quả trắng. Mà không làm nghiệp đen đã đành rồi, mà ngay cái nghiệp đen trắng cũng không làm luôn nữa. Chỉ có thuần cái nghiệp trắng để cho cái quả trắng. Thà rằng nó chỉ có một ít nghiệp trắng, nó còn hơn là nhiều cái nghiệp đen trắng mà nó cho cái kết quả đen trắng như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta hãy tìm thấy được cái nguyên nhân, hãy tìm thấy được cái kết quả đó, và biết được cái chỗ thì dẫn tới chỗ tái sanh, và cái chỗ nó sẽ không dẫn tới tái sanh. Cái người nào mà thực hành được cái pháp không hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, thì người này sẽ dẫn về thiên giới. Cái người nào thực hành được cái pháp vô tham vô sân vô si, nó sẽ là cái đạo lộ, nó hướng dẫn tới niết bàn. Cái người nào xuất phát từ cái niềm tin mà không có cái vô tham vô sân vô si đó, nó chỉ là duyên lành để mà sanh làm người hoặc là sanh làm chư thiên. Chúng ta biết rõ như vậy. Và cái mục đích chúng ta là phải thoát ly ra được cái khổ của sinh tử luân hồi, hay thấp nhất cũng phải là chứng đắc được đạo quả niết bàn lần đầu tiên, tức là trở thành bậc sơ quả. Thì chúng ta phải tìm thấy rõ, biết rõ như vậy, để mà chúng ta làm những việc phước bởi những cái nhân tốt. Nhân này nó có thể đưa thành tựu được mọi ước nguyện chúng ta. Khi chúng ta nói một lời nói nào đó mà nó có nó ngay thẳng, nó đúng đắn, như vậy thì chúng ta hiểu biết rằng chúng ta đang sử dụng được cái tâm sở chánh thân chánh tâm chẳng hạn. Nhưng mà nhu thân nhu tâm chưa có, cái mềm dẻo nó chưa có. Giống như nước, nó có thể đi tới mục tiêu nhưng mà nó sẽ lượn qua những cái chướng ngại, như cục đá là chẳng hạn vậy, nó đi tới. Còn cái người khác cũng sẽ đi tới mục đích nhưng mà dùng cái búa đập cái cục đá đó, thì nó cũng sẽ đi tới cái mục đích được chứ không phải không. Trong hai cách thì tùy lúc của chúng ta chọn lấy, tùy lúc của chúng ta sử dụng lấy. Nhưng mà đặc biệt trong những cái lúc làm việc phước, xin thưa quý vị rằng nếu như quý vị không hoan hỷ được mà cái tâm nó không hài lòng, khó chịu, xin đừng thèm làm. Thà nó không có phước còn hơn có cái phước mà nó vừa có phước mà nó vừa có cái quả xấu đó. Rất bình tâm suy ngẫm lại làm sao cho tâm nó hân hoan, tâm nó thích thú, tâm nó hòa hoãn trở lại, tâm nó dịu trở lại, thì bây giờ quý vị hay là mất 5 phút không sao đâu, mất 3 phút 5 phút chưa phải là một cái điều đáng tiếc. Mà cái đáng tiếc nhất là mình làm trong lúc mà khó chịu. Thí dụ gặp một cái người mà đi ăn xin chẳng hạn vậy, mà tâm mình khó chịu, hãy dặn tâm, hãy làm sao tâm nó hòa hoãn trở lại, hãy làm sao cho tâm nó được vui thích trở lại, rồi đem chờ. Mất 5 phút không nghĩa lý gì hết, nhưng mà đem bố thí trong lúc tâm sân như vậy thì kết quả của nó xấu vô cùng, xấu vô cùng. Cho nên trong trí này Đức Phật ngài dạy như vậy, và các ngài đã giải thích như vậy để hé mở cho chúng ta, để dạy cho chúng ta cách thực hiện việc phước. Và biết rõ tôi cung kính là do cái niềm tin, chứ không phải do cái nhân vô sân, hay là do nhân vô si, do cái nhân vô tham, không phải, mà do một cái niềm tin. Còn tôi nghe pháp là do cái niềm tin, chứ không phải là do cái nhân vô si, có trí. Nhưng mà cái người nghe pháp để mà nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hợp lý, đâu là không hợp lý, người đó đang sử dụng lấy cái pháp vô si, tức là sở hữu trí. Mà nghe cách nghe pháp cách đó, đó mới là tốt nhất. Nó làm cho cái nhân tốt đó nó hiện khởi lên. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng là Như Lai biết rõ nhân là nhân, thanh á là thanh á, áo quách thanh á, không phải nhân là không phải nhân.
ha, là như vậy. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo sanh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chia đều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sanh Khai Dạ.